Thì chào chú ha. Bà con nói là bây giờ là thả cá chi thả ra rồi người ta cũng bắt đó chú. Thì chú suy nghĩ cái câu đó như thế nào chú? Ai bắt Thì, tới mình thả. ai bắt bắt cái quyền mình thả, mình thả cái chuyện người ta làm, người ta làm, còn mình thả phóng sanh là phóng sanh chứ Vậy đâu có gì đâu. vậy ha, vậy có phước không? Cứ nào cũng có phước hết trơn á. Dạ, vậy cũng được ha, cũng có phước Mà ha người bắt nó cũng có phước nữa, chú. tại mình Vì tôi gì? thấy con cá nó đò chết ăn đầu phải chút khác. Chết luôn rồi kìa. Ông này nè, ông này nè quý vị ơi. Đó, ông này cũng độc lạ nữa nè, ông nói người ta bắt mà có phước nè, chết rồi thay kiếp có khác để nha. sinh sản quá cũng 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 chết thôi rồi. Bây giờ kiếp này thí dụ Vậy mình là hả? đầu thai heo, mình À, cái kia chưa đủ, mình phải đúng là phải đúng. đầu thai, mình làm tội, mình phải hưởng tội Vậy hả? đó. À, Vậy là chú nói là bắt có phước không? được cũng được nữa, coi Vậy như mình thả có phước mà, nhưng người bắt là giải phóng cuộc đời tôi, đăng này cái chạy tôi lưng chuyện cái đó hả? kiếp. Đâu có gì đâu. Rồi bây giờ chú làm ơn cho con hỏi ha. Rồi. Giả tỷ á, như mà mình làm con người nè, mình cũng thấy mình khổ nữa nè. Ha. Tôi nói với chủ á, nếu làm con người ai không khổ, khổ tâm đủ thứ khổ. Đủ thứ khổ Ta trơn bà ha. khổ, ta bà lắm khổ mà. Rồi á, là con người á, nói bây giờ á, là ông khổ quá, bây giờ á, là tôi giết cho ông chết đi, để ông đầu thai Con nghe nói thêm việc là chú hai ngồi đây nè, chú nói á, là giặc dưỡng nhân. Thì chồng của thím á, nói á, là vậy là mình vô rừng cọp nó ăn thịt mình á, là nhân dưỡng giặc sao? Ơi bắt mang cá văng ra nè bé Tiến, anh thấy mới văng ra đây con nè. Ừ. Đó thì theo mà ý của thím á, là nghĩ á, là giặc dưỡng nhân, thì câu đó ngày xưa tới giờ con nghe nói rất là nhiều, theo ý thím là sao á? Ngày xưa thì người ta nói giặc dưỡng nhân chứ giờ mình không có giặc dưỡng nhân con ơi. Dạ. Bây giờ mình nuôi mình cá nó vô á thì mình ấy thì mình đi tự đi phóng sanh nó đi. Đi ra mà ấy cho nó ra ngoài đặng cho nó sống đi. Dạ. Chứ ngày xưa thì người ta nói giặc dưỡng nhân chứ giờ không có giặc dưỡng nhân. Sao ạ? À? Theo thím nghĩ á, ý thím thím thì thím nghĩ là giờ không có giặc dưỡng nhân. á. Dạ. Ừ. Tại vì á là tội nghiệp nó hay sao? Tội nghiệp nó. Hồi nhỏ ăn gì? Hồi nhỏ không biết. Bây giờ không mà bây giờ cái đó là cái do cái phát tâm mình. Thì hồi đó cái cũng như đừng nói là không biết cái đó, cái giờ là mình lớn là cái phát tâm của mình. Hồi nhỏ không biết tội. Rồi chúng 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 đầu chúng sầu riêng ha, nói ha. Không biết chứ phải nó biết như vậy là hồi nhỏ tôi và lớn tôi ăn miếng cầu hủ tương là đó là cái thằng đó là cái phát tâm mình như vậy. Rồi. Rồi cảm ơn thím Việt nha. Rồi, khủng khiếp luôn. Rồi ông chủ chú Việt thả cá hô rồi lại ôm thử bé Tiến, rồi ôm nổi không em? Ôm nhẹ em. Rồi rồi đi đi đi, để lên thả lên luôn. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Ôm chạy luôn hả? Ôi thương dữ vậy trời, ổng thương kìa. Đi chú ơi. Dạ vâng, Châu Phú mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Xin chúc cho vị ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha. Thì kính thưa vị, hôm nay Châu Phú được trở về xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang để ghé thăm một gia đình quý vị ở gần cái hộ mà chú heo là cha đầu thai làm heo đó vị. Và vừa qua thì chú cũng đã kể cái câu chuyện mà cha đầu thai làm heo về kêu con mình để mà cứu mình đó vị. Thì hôm nay gia đình của chú đã phát tâm thả nguyên một cái hồ cá. Cá này chắc cỡ chừng cái hồ này chắc cỡ mấy công đất đó quý vị ha. Thì tự gia đình thuê một cái chiếc ghe đục quý vị và lại đây nhờ các huynh đệ bắt cá luôn. Đó là một cái câu chuyện là cũng rất là đặc biệt, vì là chú chắc là thấy những câu chuyện nhân quả cho nên sợ, bây giờ bắt đầu thả cá.
cho Phú Mễ vị và các bạn sẽ đồng hành nha. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Con chào chú Việt ha. À thì thưa chú, vừa qua thì chú cũng có kể về cho con một cái câu chuyện nhân quả về heo đầu thai đó. Rồi con thấy cũng ớn quá. Rồi chú cũng thấy ớn nữa, chú ăn chay được bao lâu rồi? Được 25 năm rồi. 25 năm hả? Rồi chú hôm nay cảm nhận như thế nào mà phát tâm thả hết trơn hầm cá chú? Vì mình thấy cái hồi xưa mình cũng sát sanh nhiều rồi. Dạ. Giờ mình cũng biết hồi đầu. Dạ. Ra mình mới cái lòng mình không thể nào giết được nữa. Dạ. Ra mình phải có nhiều mình phóng hết nhiều. Ngày xưa chú làm gì mà sát sanh nhiều chú? Nghề cá, nghề lợp. Vậy cũng nghề cá lắm. Thành dạ. Ra mình cũng thấy cái hoàn cảnh đó. Thì sát sanh mình thấy cái nghiệp quả nó nặng lắm. Thành ra mình cũng nguyện ăn chay, phóng sanh. Trời thương quá ha. Vậy thôi. Và vâng, kính thưa quý cô chú anh chị. Trong gia đình đó thì cháu Phú thấy á, chú có một cái người con quý vị cũng bệnh nhưng mà cũng nhờ gia đình đó, quay đầu xoay chuyển quý vị, cho nên nó đúng ra là người con gái đó là sẽ quậy vị theo mà cháu Phú thấy ở những nơi khác đó. Nhưng mà đặc biệt một điều á, cô bé này khi đi lại là rất là hiền và ngoan luôn, và thấy bà con đồng đạo lại ôm hung nắm tay vô nhà mời ăn cơm quý vị. Đó là một cái câu chuyện mà gia đình sửa đó, mà hồi đầu lại mà mới có một cái người con bị bệnh mà ngoan hiền như vậy vậy. Thì con cũng chân thành cảm ơn chú, chúc chú sức khỏe bình an ha. Dạ, 20 mấy năm sửa đó vị giác ngộ ha. Cảm ơn chú. Vậy bây giờ chú mướn gà nhiêu chú? Chào chú ha. Mướn gà chở cái đục thì 700. 700 ha. Còn muốn nhân công thì 1.4 triệu. 1.4 triệu. Dạ dạ, rồi tự gia đình là rồi, bỏ tiền ra luôn hả? Rồi gia đình tự bỏ tiền ra. Trời thương. Nếu anh em nào giúp được thì giúp được thì gia đình cũng có lo. Vậy đó ha. Dạ cảm ơn chú. Rồi. Con chào chú. Dạ. Chú biết chú Việt này lâu chưa? Dạ, ngang cửa cũng lâu rồi. Ngang cửa luôn á ha. Dạ. Rồi ngày xưa là chú Việt còn làm nghề cá sát sanh hải giặc đó, chú biết không? Biết. Cũng biết vậy đó hả? Dạ. Rồi bây giờ gia đình của chú Việt chú thấy sao á? Bây giờ thì hồi chú quay đầu đến giờ thì gia đình thấy khấm khá hơn. Nếu so ngó lên thì cũng đỡ lắm, chứ không đến nổi. Khá lên luôn á. Ngày xưa khổ hả chú? Dạ, ngày xưa thì khổ. Khổ có nghe. Có thể là cái cửa nhà mà bán đi đó là không biết cũng xuống nước mắt rồi đó. Trời ơi, ghê vậy đó hả? Vậy là ngày xưa cái thời mà còn làm cá, làm đồ đó, thì là gỡ cửa nhà ra bán luôn hả chú? Và từ khi mà chú thấy mà suy chuyển lại á, mà ăn chay rồi làm lành đó, giúp đỡ xã hội đó, thì chú thấy là ổn hơn, giàu hơn ổn. Dạ. Rồi có thể là khá rồi đó. Có gì ở đây là cũng đỡ lắm đó. Dạ, tại ở đây con thấy sầu riêng chú này trồng nhiều quá nè. Dạ, rồi á là nhà cửa cũng khang trang nữa. Dạ. Còn cảm ơn chú thứ mấy tên gì chú? Thứ ba, Ba Trơn. Ba Trơn ha. Chú cũng công tác bên chữ thập đỏ. Chú cũng công tác bên chữ thập đỏ luôn. Rồi bên... chú có đồng hành chai lạc chung với chú Việt luôn không? Đúng, cũng hai mấy năm rồi. Thôi ôi quý quá chừng luôn á. Dạ. Rồi hôm nay chú đi đến đây để bắt cá tiếp luôn hả chú? Phụ tiếp. Phụ tiếp. Vì năm nào cũng phụ nhưng mà năm nay mướn thì nó đạt hơn. Cũng như cá không có chết. Vậy là năm nào cũng đi ra đây để mà bắt cá để thả chân hả chú? Trời quý quá chừng luôn ha. Cảm ơn chú nha. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thương quá chừng luôn quý vị. Và vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, đó là những cái lời tâm sự và nghe nói ở trong đây đó là có cá hô luôn nha quý vị. Đây 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 đây, cho Phú Mễ quý vị và các bạn sẽ đồng hành nha. Quá trời ha. Ra tiến xuống bắt cá đi em. Đây anh quay cho. Trời ơi. Đức thầy nói tánh linh người giặc dẫn đồng. Tuy không biết nói mà lòng biết nghe nha quý vị. Cái này anh em vận chuyển cho nhanh mới được, tại vì cá này lên mặt nước là nó dễ mất lắm. Dạ. Chuyên nghiệp ha. Xe sẵn nha quý vị. Thì kính thưa quý vị, đây là cá mà gia đình chú Việt phát tâm năm nào cũng thả cho quý vị. Cho nên là nhờ cái phát tâm đó đó mà gia đình được khá giả và hạnh phúc. Và đây là vườn sầu riêng nữa vậy ha. Đây là vườn sầu riêng và hôm nay chú đã bỏ tiền ra luôn để mà thả cá phóng sanh. Chạy ra chút rồi đó.
À, chú Việt ơi. À, chú thuê cái ghe đục là nhiêu chú Việt? 700.000 ha. Dạ. À, con có Zalo của cô Hoa Mai có gửi hỗ trợ cho con tiền đó. À, là 50 đô để đổ xăng đi cứu trợ Cà Mau. À, nhưng mà sau khi mà con đi cứu trợ rồi á, thì còn cũng còn dư lại chút đỉnh mấy trăm ngàn, thì con hỗ trợ cái tiền ghe đục 700.000, tiếp sức với chú nha. Dạ vậy thì cũng cảm ơn cô Hoa Mai. Dạ. Thì cứ như là này tôi chấp nhận làm thì tôi lo à chứ có gì, nhưng dạ, mà có giúp được thì tôi mới ơn. Rồi hỗ trợ tiếp sức với nhau ha chú, để hồi hướng cho Mạnh Thường Quân. Dạ, dạ. Cách nha. Rồi con cảm ơn chú, chúc các chú mạnh khỏe bình an nha. Đó, người tan chân quý vị. Dạ, thì cũng chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã hỗ trợ những cái khoản tiền mà Châu Phú là đi cứu trợ Cà Mau đó. Vừa rồi thì đã trích tiền ra của một vị mạnh thường quân hỗ trợ 50 đô, thì Châu Phú ghi vô trong sổ luôn quý vị, để cứu trợ luôn. Và bây giờ là cô Hoa Mai gửi cho Châu Phú là thêm tiền 50 đô, thì Châu Phú cũng hỗ trợ hết luôn. Ê, chú cái tay của chú bóc vô cá rồi đó. À đó, rớt rồi đó. Ô, quá luôn rồi. Chở cá này là có để miếng nước vô nghe quý vị. Có nước vô. Đó. Ủa cá này là tự nhiên nó vô hả chú? Cá tự nhiên ha. Rồi đi luôn, tốc độ. Nghe nói hồi nãy có con cá hô cũng bự bự hả chú? Yeah. Tiếp tục nước đổ nước vô rồi đó. Dạ. Ai con chào chú thứ mấy tên gì chú? Dạ, thứ hai tên à, rồi à, chú à, hôm nay á, là à, chú trở về đây đó, chú biết được à, thả cá đó, thì chú biết gia đình của chú Việt này đó à, như thế nào hả chú? Nghe nói ngày xưa khổ lắm hả chú? Cũng dòng họ bên ngoài, hồi trước là hồi già, hồi đó ông già cũng cá, rồi cháu Hòa Bình cũng cổ. Dạ. Rồi cháu này là nhờ con cái nó lớn lên làm ăn được. Vậy đó ha. Ừ, hỗ trợ nhau. Dạ. Cá lại. Hồi trước thì gia đình cũng có ăn, ông già cũng có làm việc. Dạ. Hồi trước em làm tôi gần lắm. Dạ. Và chú thấy cái khi mà gia đình bà con rồi đó thả cá phóng sanh như thế này thì chú thấy là ví dụ ai làm được là tốt. Tốt ha chú? Dạ. Chuyện này đâu có ai bắt buộc ai mà được là gì là tốt. Dạ. Ngàn người mới chưa được mới được người thôi. Dạ. À, con cũng thường hay đi thả cá đó. Thì chào chú ha. Bà con nói là bây giờ là à, thả cá chi thả ra rồi người ta cũng bắt đó chú, thì chú suy nghĩ cái câu đó như thế nào chú? Ai bắt cái quyền mình thả, mình thả, cái chuyện người ta làm ta làm, còn mình thả phóng sanh làm phóng sanh chứ vậy, đâu có gì đâu. Vậy ha, vậy có phước không? Cứ nào cũng có phước hết trơn á. Dạ, vậy cũng được ha, cũng có phước hết chứ. Bắt nó cũng có phước nữa, tại vì cái con cá nó đò chết ăn đầu phải chút khác. Chết luôn kìa. Ông này nè quý vị ơi. Đó, ông này cũng độc lạ nữa nè, ông nói người ta bắt mà có phước à, chết đầu thai kiếp khác. Sinh sản quá cũng chết thôi mà. Bây giờ kiếp này thí dụ vậy mình là đầu thai heo, mình à, cái kia chưa đủ mình phải đầu thai, mình làm tội mình phải hưởng tội. Vậy hả? Đó. À, là chú nói là bắt có phước không? Được, cũng được nữa, coi như mình phải có phước mà nhưng người quá cái là giải phóng cuộc đời tôi đặng này cái chuyện tôi lưng chuyện cái kiếp. Vậy đó hả? Ừ, đâu có gì đâu. Rồi à, bây giờ chú làm ơn cho con hỏi ha. Rồi. Giả tỷ á, nhưng mà mình làm con người nè, mình cũng thấy mình khổ nữa nè. Ha. Tôi nói với chú á, nếu làm con người ai không khổ, khổ tâm đủ thứ khổ. Đủ thứ khổ cho ha. Khổ ta bà lắm khổ mà. Rồi á, là con người á, nói bây giờ á, là ông khổ quá, bây giờ á, là tôi giết cho ông chết đi, đặng ông đầu thai kiếp khác ông làm Phật. Bình thường.
Nếu trời, 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 chết trời. Nhưng mà biết tôi chết rồi bà đừng, mấy ông đừng ở tù là tội nghiệp mấy ông. À vậy ha. Biết chết là đồng về nó phá cái thăm tôi. Dữ ha. Vậy là kính thưa quý vị, chú nói bây giờ đã là cá heo gà vịt á, nếu mà ai bắt thì cũng được, cũng có phước. Tại vì cho chúng đầu thai kiếp khác ha. Trả nợ cho nó hết mới đầu thai làm người được. Yeah. Không phải mà người ông phải ông bị cái này á, trong hồi dương như quả là thí dụ này ông bà làm tội quá ông đầu thai con heo ha con bò gì cái căn ông hết tới giờ hết. Rồi rồi đầu đó là chưa có hết rồi ông đem ngoài hoài sao được. Vậy ha. Vì tôi có hồi cái lúc tôi 11 12 tuổi cái mà lúc đó là bên giáo hội Phật giáo là bên ấy là có mấy cái cô nó phóng danh nói cái ông đó ổng tình giọng. Dạ. Ông thiếu nợ tao quýnh bài tí xác thiếu nợ ông đó ông bên 500 bạc 50 bạc rồi đó mà không có trả rồi nói rồi nó không trả rồi bỏ là ông đầu thai lên con bò. Dạ. Yeah. Đầu thai lên bò ông chủ nhà đó rồi tối ông kêu con ông lại ông đầu thai lên con bò cái. Dạ. Yeah. Bây giờ con phải mua 50 bạc lại về trên rồi nó cho hai điền nửa tháng mới sinh được. Nửa tháng mới là 6 tháng bò thôi cái cô đó có kể ha. Dạ. Yeah. Rồi mua cái đem bò về phú sữa khác sữa đêm khác ngày mua về để đó không để ông ba đầu thai là đêm tới sáng ngày bò nó chết luôn. Tự chết phải không? Tự chết luôn là coi như là con mình là lấy cái tiền đó để là mua lại là cái xác mình cho mình chơi chết tao mình đầu thai kiếp khác. À cái đó là tự chết còn tao mua về người ta giết sao chú? Cái này con mua về trời ơi bò bà qua mình đầu thai gì cái mẹ rẻ quá rẻ đem về. Đêm khác ngày bò tự chết. Vậy ha. Cái đó là cái câu cái chuyện đó là tự chết còn á là người ta mua về người ta đập đầu thì chú thấy tội không? Tội chứ. Ai làm gì cũng tội tại vì cái là cái việc bị vật dưỡng nhân mà cái nghiệp của người ta làm thì ta chịu. À vật dưỡng nhân hả? Dạ, cái câu mà chú cho con hỏi vật dưỡng nhân có phải các con vật á sanh ra để cho mình đập đầu mình ăn thịt hay là mình làm thịt không chú? Chúng ta tới giờ ăn thịt còn cái gì mà con trâu với con bò mà đầu thai già là ở 60 70 năm ở 20 30 năm đó đầu thai quá trời nội. Là coi như ông bị thiếu nợ quá hay là đầu thai được phán ách cài còn thứ mình chết rồi đập đầu đó vậy là sao má sao cái tội đó tội nhẹ theo suy nghĩ vậy đó đập đầu là tội nhẹ ha đập đầu tội nhẹ để mà tới già đi cũng không nổi nó cũng đập đầu à đập đầu còn nuôi tới già mà tự nó chết thì có tội không có chuyện đó hồi nào giờ tôi thấy là coi như là theo tôi biết là năm nay tôi 64 tuổi là chỉ có một người thôi dạ là cái ông đó là bên cồn ông nuôi là kêu chú ba lánh đó ông nuôi con trâu đó làm lên thì sự nghiệp tới chuẩn chở đi là con trâu 46 tuổi chết ổng mới chôn đó chôn luôn dạ con trâu đó là ổng là con ổng được sắm đôi 300 công đất đó à vậy đó ha cho nên chôn luôn cái cốt chuyện thì lấy còn cái đó là trước mắt đó không phải cái mình đó từ mình người Phật đó thì nó thương dạ người Thiên Chúa nói là cái người đạo Chúa người ta nói là vật dưỡng nhân dạ chứ mà ổng cái ông cha ổng nói mình làm gì làm mình làm đúng thôi chứ mình làm tội là tội dạ chứ ông cha ổng kỹ hơn mình nữa dạ rồi tôi để chú nhà thờ này tôi cũng đi chân nhưng mà đi tu lợi cũng đứng người ta cũng biết mình ngoại đạo à dạ không sao đạo nào cũng tốt chân đạo nào cũng khuyên ăn hiền ở lành chân ha dạ. Vậy thì thưa chú chốt lại cái câu hỏi đó là chú mới nói vật dưỡng nhân đó là phải các con cá này sanh ra để mà để nuôi dưỡng cái cơ thể mình không chú đúng dạ còn như nhà Phật không được kìa nè ông chủ ông nói kìa sao dưỡng nhân là nuôi nó để nó nuôi mình không phải là mình nuôi nó để ăn thịt nuôi nó để nó nuôi mình hả chứ không phải là vật để nuôi mình ăn thịt đâu vậy đó hả chứ nó là nếu mà nói vật dưỡng nhân á mình vô á gần gặp cọp á nhân dưỡng vật á vật dưỡng nhân kìa đó chú này hỏi đó kìa rồi gặp cọp dưỡng nhân bây giờ nè chú ơi chú nè dạ dạ con chào chú con chào phú chú bây giờ thì thưa chú bây giờ là ông chủ thả cá này ông nói là không phải là vật dưỡng nhân mà nếu như mà lỡ chú đi vô gần chú gặp cọp có phải cọp nó đổ thừa lại nó nói chú là nhân dưỡng vật không là chú sanh ra để nè cho nó ăn thịt không coi như là ai mạnh hơn là ai là mạnh hơn là hơn còn ai yếu yếu à ai mạnh hơn bây giờ ông cọp là gặp tôi lại gặp tay súng cọp chạy không trời ơi có tay không thì ông cọp còn thịt được còn tay súng đủ bắn chạy chết mẹ trời ơi chết ông cọp ông sợ súng chứ đừng giận vợ rồi cảm ơn chú nha dạ vậy là để chú hơn mà ta có con vật nó biết mà chết mà nhưng mà bị ông vô xích xiền rồi bây giờ chơi điện giật nó ông nội tôi đỡ à vậy ha rồi cảm ơn chú nha con vật mà nó muốn đi về thí dụ con trâu bò nó đâu đây đầu thai đi dắt ra thì thiệt cái chú ha tôi dòm nó thôi đi dắt bò bướm thôi đi nó ngủ đó là ở chỗ màng bò nó dắt ra nó chảy nước mắt dạ
bởi vậy nó chảy nước mắt. Nói, chứ không phải như con người mình tại không biết nói mà lòng biết nghe ha. Đúng. Dạ. Vậy tôi hỏi chú con bò Hân Châu không biết nghe hồi đó dí phá cột cổ quýnh kẹt quá phải làm đi mà không nổi đủ quýnh chết con điện mẹ. Trời ơi vô nữa ha, đang quay trực tiếp mà dám nói điện mẹ luôn kìa. Quá luôn. Cự. Thấy mẹ luôn. Thấy mẹ luôn ha. Ừ. Ê ở đây cũng nhân tướng lạ không nghe vậy. À mà hất tóc tự nhiên còn lại chùm chút xíu trên đầu chú. Để cho coi nó lịch sự chú gọn nhỉ. À cái này là kiểu lịch sự đó ha. Đâu đâu chú khòm nhẹ xuống con coi cái kiểu lịch sự. Đây nè. Đầu cũng đặc biệt ha. Chưa có con chùm vậy đó ha. Mình để khác hơn anh em ta mới được. Rồi bữa nay mình thả cá gì đó, mình có mấy con cá chết là mình có xin về không chú? Chắc không xin đâu. Không xin luôn ha. Phóng xanh luôn ha. Ờ phóng luôn đi, có ăn uống nhiêu rồi mà bắt. À vậy là cũng không ăn ha. À, quý quá. Đi bởi tiếp với đi chơi. Vậy đó ha. Bởi nhân tướng lạ, nhân tướng lạ gì là thấy là im rồi đó nha. Có ăn chay tháng được nhiêu ngày chú? Không ăn ngày nào chứ á. Trời ơi. Đụng cái gì làm đấy à. Ai cho ăn chay ăn, cho ăn mặn ăn à. Ờ bởi cũng lạ hơn người khác nữa ha. Vậy bữa nay ông chủ này ông đãi chay không đó nha. Trời ơi đãi chay ăn cơm chay chú gì đâu sợ. Vậy nè ha, vui quá. Ai ăn gì mình ăn nấy vô không ta? Nói chung thì tôi gặp lớn tôi mới ăn bình thường ăn, mà chó mèo gà vịt tôi không ăn. À chó mèo gà vịt không ăn hết chú. À, chú gầm lớn là chú ăn, gầm thường không ăn. Gầm lớn ăn đàng hoàng. À vậy ha. Con thấy chú bạn đồ đạo thấy cũng trang nghiêm quá nè. Đạo Vũ ơi, tôi đạo Vũ á. Đạo Vũ á. Ở ngăn ha. Trời ơi dám lan quay trực tiếp luôn mà dám nói gì đó. Coi chừng về nhà coi chừng bà thím bà tiếng chú luôn nha. Trời ơi trời, khỏi thiến giờ bả tôi thiến ơn luôn à. Tự thiến ơn đây. Mấy tuổi thì thiến ơn đi. Còn ham cái gì nữa chú? Đó, hàng chi ha. À, chú bởi vì là gầm lớn mới ăn quý vị. Cho nên là có một cái 9 người tới 10 ý lận. Nhưng mà cũng có công tác từ thiện đi là nghe nói anh em thả cá. Thì chú đi đến để mà bắt tiếp quý vị. Đó, để mà góp sức một chút công sức. Trời ơi, chú gặp cái thằng mấy cha tôi thả cá cha coi đợi về chùa rồi đợi ông thông kinh nữa nói ông tụng hồi chân cái vỏ dài giọt này cá này chết hết chân cá trả chưa được con nữa tôi đi đem thả thì đi thả đi mà đợi ông tụng kinh giấy đất đai đi ông thả cho rồi với ông đợi ông thờ ông thầy nữa đợi ông thầy nửa tiếng nửa dụng cá cha tôi hỏi ông cái vỏ giọt nó khích con hết chân còn gì con ba ngón đổ rồi chết hết. Dạ rồi bữa nay chú lại cái có mấy con cá chết vậy chú có bắt ăn không hay là chú chôn luôn ha, thả cho luôn chú. Ăn cũng cho là thôi. Cho là ăn. Cho ăn làm luôn á. Dạ. Ăn bao nhiêu? Năm mấy con thôi chứ đâu có nhiều. À dạ. Cá thiểu 5 mấy con là rồi đúng không? 5 mấy con cá thiểu ha. Là 5 7 mạng. Mà chú có nghe nói là Đức thầy nói là sát một dao định dao sát mạng định mạng. Đi. Đức thầy nói chứ mà Đức thầy dạy chứ chai bóng mỡ là quy tắc của cái khùng chỉ dắt chúng sanh. Tôi nhớ câu đó thôi. Chai gì là ăn 4 bữa à. Bây giờ ăn không nổi. Không nổi luôn à. Ăn nhiều bị dư. Ăn nhiều bị dư nó duyên quá. Cũng đặc biệt ha. À, giặt dưỡng nhân cho nên á là bây giờ Châu Phú sẽ tìm các cô chú khác. Ông chủ đất nói ông đi vô rừng á ông gặp cọp thì cọp nó nói là nhân dưỡng giặt. Thành ra nó giặt ông luôn. Súng đâu mà súng, chú đâu có súng, bây giờ con thấy ông không có súng đó. Dòng súng nước đó mà nó dứt cái súng nước luôn. Đó. Dạ. Vậy đó hả? Vậy ha, ờ, kể chuyện ha. Kể chuyện cũng đặc biệt. À. Dạ. Bữa thả một cá ở ôn dĩ nhiều không? Nhiều con thả dữ lắm, có nói chung là con thả. Mà cái chú đó ba bị bệnh đó, rồi nguyện giới thả hầm cá đó. Không con nhiều quá con cũng quên nữa. Mới đây nè. Dạ. Nhóc hết trơn luôn nha. Dạ.
Chào chú Quynh nha. Bây giờ anh làm ơn cho em hỏi là chú thứ mấy chú? Chú ơi, chú thứ mấy? Chú hai nói với em là vật dưỡng nhân. Ha, cho nên là các con vật mình bắt nó cũng có phước, mà thả cũng có phước nữa. Thì theo anh thấy các con vật mà sanh ra đó là phải dưỡng nuôi dưỡng mình không anh? Nói chung là ở đây là bậc tiền bối, mà tôi thì còn trẻ còn nhỏ thì không dám bình luận được. Anh cảm nhận thôi. Anh cảm nhận được á. Bây giờ là mình nghĩ thì mình ăn tương là để giảm bớt sát sanh. Dạ. Thì mình lo theo cái việc của thầy kinh pha sám để lại, mình lo mình cứ làm tới vậy thôi. Dạ. Chứ bây giờ mình không có dám nói nhiều tới nhiều khi đụng chạm. À vậy ha. Dạ. Cảm ơn anh trai nha. Dạ. Chúc anh sức khỏe ha. Dạ. Rồi cố gắng lên nha anh. Dạ. Thôi là tôi đi chung với thằng hậu đi bên tà lơn rồi đó. Dạ dạ dạ. Làm cái hộ chiếu không kịp. À vậy ha. Rồi cảm ơn anh. À, đâu có cần hộ chiếu. Không được. Ý vậy đó mà không rồi đi có hộ chiếu của bệnh kiểm lâm của tà lơn nó chặn lỡ trơn nó đâu cho đi. À lên, vậy lúc ha. Lên xuống lớn á. À dạ. Đủ gì hết trơn á. Rồi cảm ơn anh trai nhiều nha. Chúc sức khỏe nha. Dạ. Coi như có hộ chiếu. Không, nhưng mà qua nó là mai mốt á thì kính thưa quý cô chú anh chị, quay phim trong cái lúc mà bắt cá đó thì Châu Phú cũng phỏng vấn các chú ha, chính tại nghe nói 9 người tới 10 ý lận, cho nên đó là Châu Phú sẽ xin phỏng vấn chú này nữa. Chào chú. Tôi không gành hả? À, nhưng mà là chú cho con hỏi đó là cái con vật á sanh ra để phải cho mình ăn chú. Cái đó hả? Dạ. Theo mà chú nghĩ á, ví dụ mình ăn cũng có đúng đi, mình ăn cũng dừa của mình thôi chứ đừng ăn lố. Thí dụ mình ăn không hết bỏ cũng mang cái tội nữa. Dạ vậy ha. Là ăn thì cũng đúng ha. Cho đúng chứ ăn mà thí dụ mà như con gà đi, thí dụ mình đi chơi về của bạn bè về tối nó đang ngủ đó, mình bắt mình bằng thịt đó, cái đó là sai tội. À, đang ngủ làm thịt thì sai. Dạ cái đó nó đang ngủ rồi mình thì ăn nhậu làm gì tội. À rồi. Cá này thì mình ăn cũng vừa sức mình ăn thôi. Dạ. Dạ. Còn con gà mà mình để nó thức vậy mình ăn nó thì được ha. Dạ. À, là theo quan điểm của chú là dạ, vậy ha. Dạ cảm ơn chú ha. Rồi chúc chú mạnh khỏe nha. Dạ vâng thì kính thưa quý cô chú anh chị, khi mà trở về đây đó thì có rất là nhiều cô chú rất là nhiều ý. Ơi con cá gì bự vậy hả? Ơi cá hô bự vậy hả? Ê, nè cầm ông chủ ơi, chủ vô qua ôm cái cá hô lên đang chuẩn bị đi thả ông chủ. Chủ đất nè, chú Việt nè, chú Việt ôm. Để cho ông lại. Ôm chú Việt. Đây 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 dở lên. Cậu cá bự vậy à? Bé Tiến qua ôm cái chú cá đó tiếp rồi bé Tiến. Bự với em săn tay áo rồi em qua mà ôm coi. Đây đây ra đây chụp hình cái luôn nè, cái đây nè. Đi trong đó nó dính rồi chú ơi. Chú. Dính cây rồi. Rồi khủng khiếp luôn. Rồi ông chủ chú Việt thả cá hô rồi lại ôm thử bé Tiến, ôm nổi không em? Ôm nhẹ em. Rồi đi để lên thả lên luôn. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Ôm chạy luôn hả? Ôi thương dữ vậy trời, ổng thương kìa. Đi chú ơi, nhẹ nhàng chạy nhanh lên để không thôi nó yếu chú. Trời ơi, quá luôn rồi. Đây nè anh này chạy theo nó kìa. Thấy thương quá. Ông chủ đất ông thích chú vị, chú Việt quý vị. À. Phát tâm quý vị ơi. Đâu? Còn cá hồ nhỏ ha. Dễ chết. Múc bên đi rồi có xe rồi đổ lên. Chưa có xe. Không có xe đó. Chưa. Hai chiếc đi rồi. Ủa, cái này có cái ống bọng hay gì mà cá vô nhiều với chú? Chắc có bọng nhưng mà bọng rồi sống vô. Rồi sống ha. Như cá trong đầm cũng ra. Nước cũng vô nữa. Dạ. Trời ơi, yêu cầu có chục cá phi nữa nè, đẻ phi quá chừng ha.
đặc biệt ha. Yêu cầu không nhớ tôi chạy cho. Chú có nhớ cái câu chuyện nhân quả nào nữa không chú? Kể con nghe chú. Ông ơi, kể xong tôi nhiều chuyện lắm ơi. Thành ra tôi nhiều chuyện ơi. Chưa bây giờ cái tánh của tôi ngoan gai lắm, tôi không có chịu. Đấy. Vậy hả? Giờ ông còn cái câu chuyện nào mà đáng sợ nữa không? Nãy ông kể chú bò khóc, chú trâu khóc vậy đó. Cái chuyện đó là trước mắt luôn. Ơi con cá nhảy ra nè chứ. Cái đó là trước mắt thôi, nhưng đâu phải. Cái đó nhỏ nhỏ đi nhắc bò mướn đó, trộn nó ban đêm gì không được. Dạ. Rồi mấy khuya cái người ta thức bao giờ thức vậy ta mặn bò đó dắt ra. Dạ. Rồi thấy nhiễu nước mắt rồi thôi mình đó rồi sao tôi nghĩ luôn đó, tôi không có dắt đó. À là chú làm nghề chú đi dắt bò tiếp á ha. Dắt bò mướn đó, hồi đó một con bò nhiêu có 200 đồng bạc. Dắt gì có tiền chú? Mướn là 200 đồng bạc đó. 200 đồng ha. Ờ từ đỉnh Mỹ dắt về tới chỗ lộ bộ không đó. À vậy là chú từng đi dắt bò mướn ha. Có đi là vài lần rồi gặp thôi, giờ nghỉ dẹp đi. Chú thấy con bò nó khóc hả chú? Cũng như nó khóc nó xuống nước mắt nó chảy gì nè, hai mắt nó chảy xuống gì nè. Dạ. Giờ mình thấy nè, cũng như mình tưởng tượng khóc như mình cha mẹ mình qua đời mình cũng phải cầm lòng không được, mình niệm Phật cũng phải xuống nước mắt chứ. Dạ. Con bò nó cũng vậy thôi. Chú con nghe kể đó về những câu chuyện chú bò khóc thì rất là nhiều rồi. Đó cho nên bây giờ gặp chú là không phải tôi nói chứng kiến là tôi chứng kiến á, còn cái tôi làm máy suốt nè. Từ sáng cho tới 2 giờ mấy thằng nhỏ đó nó qua nó đi kéo trâu. Tôi nó sắp nó kéo trâu rồi tôi qua nó kêu tôi dượng, tôi hỏi sáng giờ con trâu sao đi không đi bay. Sáng giờ bay có cơm nước gì chờ, có thả mà cho nó ăn không? Không. 2 giờ chiều rồi tôi nói trời ơi trời đủ mẹ mấy con bay đi mà nhìn nhịn đói gì sao được. Tôi mới dỗ đó, tôi nói chim chim thôi, mày ráng đi chuyến này đi quá trời lúng rồi, mày chở 15 bao nặng lắm, chở 10 bao thôi. Cái tôi kêu một con tôi. Còn là mày dắt vô mày kêu nó còn thế rùa ráng kéo đi chìm dỗ đít đi một cái tôi ngồi, tôi không ngồi, tôi không xuống nó lội nó đi, tôi lội không kịp. Yeah. Rồi đi lội tới trời nắng quá mở ra chưa kịp mở anh phóng xuống hầm luôn nó rồi im rồi. Phóng xuống dưới kinh rồi lần này thì trực lại giật được cái mở dây đứt này phóng xuống kinh con tôi đi cắt cỏ ra nó nói ôi chim ơi mình bữa nay ngược nghỉ ban đêm rồi 10 giờ 9 10 giờ gọi thì nghỉ con đi ghiết về về đặng gọi lúa đằng gì mình đêm nay mình nghỉ trời ơi tôi nói vô khỏi quýnh gọi nào hết thọc mất vô luôn còn chú thấy như con người mình nó sao không bởi mặn đủ nghỉ được còn này sáng đêm hồi đó mặn luôn cực dữ lắm. Dạ. Dạ con chào cô ha. Hồi nè con của chú Thiếm Việt nè ha. Ê rất là dễ thương. Chào. Chào con, chào đây. Chào. Hồi đó là ba mày không nổi giờ mày cần nghỉ bổng luôn. Dạ. Thương quá chị. Đi đâu qua bổng ba bồng ha, ba bồng đi. Ba dẫn đi chơi. Chắc mày lớn rồi đâu có dẫn đi nữa. Dạ. Lúc nãy con ghé mà không có gặp. Cô nấu cơm á làm sao á, nấu cơm đặng chú mấy gọi đang ăn cơm chứ không đi. Hai vợ chồng hiền lắm vị ha, phát tâm. Ăn chay rồi á là thả cá. Bây giờ thả hoài đi không mấy lắp hầm lại trồng chuồng riêng. Cái hầm này là để cá nó vô dị hoài đó. Dạ. Chính cường hồi ấy giờ chính cường vô thả biết nhiêu lần rồi. Cá là để tự nhiên vậy đó ha con. Tự nhiên ở ngoài nó vô không chứ cô đâu có nuôi. Còn vậy ha. Dạ con thấy rồi. Hai con chào Thiếm Việt. Thiếm Việt ơi. Đây Thiếm đứng kế và con Thiếm ha, đứng kế chị nè. Đây che gan chút ha. Đây về gần chút con nghe nói Thiếm Việt là chú Hai ngồi đây nè, chú nói là giặt dưỡng nhân thì chồng của Thiếm nói là vậy là mình vô rừng cọp nó ăn thịt mình là nhân dưỡng giặt sao. Ơi bắt mang cá văng ra nè bé Tiến, anh thấy mới văng ra đây con nè. Đó thì theo mà ý của Thiếm là nghĩ là giặt dưỡng nhân thì câu đó ngày xưa tới giờ con nghe nói rất là nhiều, theo ý Thiếm là sao ha? Ngày xưa thì người ta nói giặt dưỡng nhân chứ giờ mình không có giặt dưỡng nhân con ơi. Dạ. Bây giờ mình nuôi mình cá nó vô á thì mình ấy thì mình đi tự đi phóng sanh nó đi. Đi ra mà ấy cho nó ra ngoài đặng cho nó sống đi. Dạ. Dạ. Chứ ngày xưa thì người ta nói giặt dưỡng nhân chứ giờ không có giặt dưỡng nhân. Sao ạ? Theo Thiếm nghĩ á, ý Thiếm thì Thiếm nghĩ là giờ không có giặt dưỡng nhân. Dạ. Ừ. Tại vì á là tội nghiệp nó hay sao? Tội nghiệp nó. Ăn cái gì? Hồi nhỏ ăn gì? Hồi nhỏ không biết. Bây giờ không mà bây giờ cái thì là cái do cái phát tâm mình. Thì hồi đó cũng như không biết cái đó, cái giờ là mình lớn là không. Cái phát tâm của mình. Hồi nhỏ không biết tội. Rồi chúng đầu chúng sầu riêng ha, nói ha. Không biết chứ phải nó biết như vậy là hồi nhỏ tôi mà lớn tôi ăn miếng cầu hủ tương là đó là cái phát tâm mình vậy. Rồi. Không
Rồi cảm ơn thím Việt nha. Chạy được chạy. Nửa có lọ ngang xong nó đỡ lên cá hồn nó đỡ. Hai. Năm mươi với Đà Phật ơi. Bye bye đi, bye bye anh Châu Phú đi. Thương quá. Bye. Rồi. Ô, trời ơi coi nè, thấy thương ghê không? Nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Nhớ anh thương. Nhớ không? Thương quá ha. Ô. Không cho con hay hồi nào hả Châu Phú? Dạ, cho con hay hôm qua. Vậy hả? Cơm không? À, không. Có cơm không? Có cơm, có cơm. Cơm. À, có cơm. Có niệm Phật không? À, năm mươi với Đà Phật. Nó kêu bỏ vô đó đó. Dạ. Dạ, kêu bỏ vô hả? Nó kêu bỏ vô đó. Ồ, gỡ ra. Nó trang điểm hả? Trang điểm hả? Đâu phải. Làm gì? Trời ơi, trang điểm kìa. Tới đường nha. Thương quá à. Ừ. Vừa câu vừa trang điểm luôn ha. Trời ơi. Trời ơi. Nhìn trang điểm kìa. Thấy thương quá. Cắt đi. Đẹp rồi, đẹp rồi. Cắt vô đi, cắt vô đi, cắt vô đi. Cắt đi, cắt đi, cắt dẹp đi. Thương quá à. Rồi. Vâng, và kính thưa quý cô chú anh chị, bây giờ chương trình thả cá phóng sanh của gia đình chú Việt tiếp tục chở cho hết những phần cá này rồi chở ra tới thành phố Long Xuyên. Đó, con sông lớn quý vị mới thả nha. Dạ. Về sông của bà. Giữ sông ra nha. Bà giờ mới ông bà đó thả. À, hôm nay á, thả cá thì có một nhân tướng lạ ha, đồng hành cùng với Châu Phú. Nhân tướng lạ ha quý vị. Tóc thì hết á, là sạch bách trơn chừa lên chùm chiến giữa ha. Bắt thả cá trực tiếp từ sớm tới giờ Châu Phú thấy là cái huynh này rất là nhiệt tình. Nè nè, con cá dâng ra. Mặc dù anh ấy không ăn chay nhưng mà anh ấy có tấm lòng chay quý vị ha. Kìa kìa kìa, xúc luôn rồi kìa. Rồi. Vậy đấy. Vậy là lẽ ông đi đâu, tao ông đi ngoài 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 hay gì đó. Điểm hoài không có được. Thôi, đừng trang điểm đẹp rồi. Đẹp rồi, đẹp rồi. Tính trang điểm nữa. Bữa nay đẹp rồi. Đẹp rồi, đẹp rồi. Đây đi vô pha cà phê với ha mà. Vô thẳng đi chút rồi. Vô bye. Ê, máy bay. Máy bay, máy bay anh Châu Phú đi. Máy bay. Châu Phú đó hả? Dạ dạ, chào cô. Tao thấy mày hoài mà, bữa nay tao đâu có biết. Rồi vậy là xong rồi đó, hết trơn cá nè hai chú. Ê, một mẻ nữa. Bữa nay về có hai đứa. Kéo thêm mẻ. Thường không có. Dạ có cô. Vậy hả? Con đi hoài à. Con đi hoài hàng tháng lấy tiền mà từ thiện ở bên nhà của cô Mai Lý. Vậy đó hả cô. Tiếp tục thêm một lần kéo nữa nha quý vị. Đó, mời quý vị các bạn sẽ đồng hành nha. Và Nam Mô Di Đà Phật. Nha. Sợ lắm. Đó, vô cái lóc kìa, vô cái lóc kìa. Có không? Có cái lóc không? Đó kìa ha. Rồi có cá lóc nữa kìa. Ê, coi chừng cá lóc nhảy ra đầu này nè nghe chú. Cá này Vinh hết biết anh không? Kìa kìa kìa, cá lóc bự kìa. Ô, cá lóc bự kìa. Kìa. Nó ốp là thôi rồi. Gùa nó kìa, gùa nó kìa. Có gùa nữa hả? Gùa. Đâu gùa đâu. Đó kìa. Đi không cũng hốt bự. Theo. Chạy xe lấy thùng cho chú ơi. Mới thùng, mới thùng, mới thùng. Đem lại. Trời ơi, vớt cái này. Vớt cái này có được con cá lóc với con rùa vậy cũng được rồi. Nó mày dính đó, mày dính con bự. Thùng mà không. Hai thùng, hai thùng. Có nhiều đó hả? Dưa. Dạ, cái đâu có nhiều. Ờ, vớt rồi. Kéo cái lưới nãy rồi hết mà mấy cá. Sáng mình kéo sớm nữa tập. Đâu gùa đâu, gùa đâu, bắt lên gùa anh ơi. Gùa dữ á. Gùa quá. Ờ cá lóc kìa, thảy lên để thôi nhảy kìa. Nè 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 nè. Nè nè bỏ vô. Cái sọt nè.
chưa chưa để vệ sinh cái gác thì. Kìa kìa kìa, bỏ vô sọt, bỏ vô sọt anh. Cái lóc đó bự quá, ai ăn cho người ta lại ngầm chú. Để nuôi làm giống đi. Cũng được cái phước. Bữa đó ông Trơn không đi. Ủa sao không đổ vô đây chú? Chú sao không đổ vô cái sọt nè? Đổ vô sọt chở luôn chú. Để sao đi rồi, để trước. Bỏ vô luôn. Nhẹ không? Không có sao đâu. Để chút đi rồi. Làm chú không xanh đi chứ không có. Thôi để cho mấy người ta tiếp đi. Tàu dễ vậy. Con cá nó cũng mặn rồi, con nghỉ ăn đi. Ừ. Trời ơi, tao bằng giá một giá sống xanh rồi nha mấy chú. Ăn hoài cái gì. Cũng lớn lâu. Ăn cái mà. Thôi đi. Ăn hoài. Dưới á, nằm dưới á. Căng hứng gà. Đâu con rùa đâu. Dưới tôi nói mấy anh nghe nha, bữa đó tôi đi giao dầu. Mà ông trời ông mưa một cái nha, mấy anh đâu không thấy đường chạy xe. Dạ. Tự nhiên có con bùa bự đó ở trước mặt cái đường lẩu đó con. Dạ dạ dạ. Cái gì cũng đang dòm xuống đi. Rồi chở đi ha. Chở lại tao lượm. Dạ. Còn sọt đi, còn sọt. Rồi chở con sọt này đi chú. Chở này đi rồi tính sao nữa. Nói ông ơi con lượm ông là con đi phóng xanh nha, con vút lại tàu như cái rùa. Trời ơi, dán nhiều quấn đâu. Ghê rùa, ghê rùa, ghê rùa dễ thương kìa. Gù hầm này sao cắt chữ. Gù hầm mà cắt chữ. Đây anh cho em mượn à. Ô thu hoạch được một chú gùa ha quý vị. Ha. Rồi bà tiếng khoái ha. Dễ thương quá. Để nghe cái miệng thử em. Kìa kìa lú đầu ra kìa. Vui không? Vui chứ. Mình thả nó về được, nó được tự do thì trong lòng mình cũng cảm thấy thoải mái. Cũng như bản thân mình lúc nào cũng muốn được tự do hết. Thì những chú cá, những chú rùa này lúc nào cũng muốn được tự do hết. Dễ thương quá. Vô. Một chú rùa anh ơi, một chú rùa. Rùa một con cá lóc nữa. Tiếp tục ha, lại ôm cá lóc luôn kìa bé Tiến. Nè cá lóc bự nè. Quá trình kiếp này là đầu thai làm cá bây giờ được thả đó nghe. Quy y Phật, quy pháp, quy tăng không đội vào ba đường súc sanh ngạ quỷ địa ngục nha, xuống dưới đừng có ăn thịt lẫn nhau nữa nha. Dưới ăn rau ăn cỏ gì đi mà sống. Nó bị dẹo cái lưng ha anh. Nè cá này có tặc nè. Ờ nè, bị dẹo lưng nè. Ha hơn ký luôn ha. Quá luôn rồi. Người có tặc rồi cá cũng có tặc nữa nè. À, cá này chắc thoát nạn hay gì nó mới có tặc, nó bị gãy cái lưng này cô. Này chắc bị đập quá ha. Dạ. Chích điện ha. Kìa qua bển thăm rùa kìa. Đâu hả, tao có thả anh con. Tao lụm. Tao đi. Lấy cá lóc luôn con Hú. Dạ. Đem đi luôn, đem đi luôn, đem cá lóc đi luôn. À, muốn thả đâu thả. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật, Nam mô Thập Phương Pháp, Nam mô Thập Phương Tăng, Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cụ Thần, Chư vị Sơn Thần, Chư vị Năm Non Bảy Núi, cảm ơn chứng minh. Hôm nay nhà gia đình chú Việt phát tâm thả cá phóng sanh, nhờ ơn Đức Phật Từ Bi, độ cho quốc thế dân an, mưa hoài gió thuận, nhà nhà được an cư lạc nghiệp. Nhờ ơn Đức Phật Từ Bi, độ cho đồng đạo chúng con ngày càng tinh tấn, tu hành đến ngày viên mãn giải thoát. Số cá là cỡ khoảng 500-700 kg. Và Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi anh coi chỗ nào thả được thả nha anh. Các chú cá hãy nghe theo ta. Đặt tên là Giác Ngộ. Thứ nhất là Quy Phật, thứ hai là Quy Pháp, thứ ba là Quy Tăng. Sẽ không đọa vào ba đường súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Rồi bây giờ là mời quý cô chú anh chị sẽ đọc bài quy cho các chú cá nha. Tên là Giác Ngộ. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật, Nam mô Thập Phương Pháp, Nam mô Thập Phương Tăng,
Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đệ Thần Chư Quan Cựu Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi cảm ứng chứng minh nay giác ngộ đồng cải hối ăn năn làm lành lánh dữ quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Rồi mời quý cô chú anh chị sẽ tiếp tục chuẩn bị thả cá nha. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Rồi gia đình chú Việt có nguyện gì nguyện nha. Rồi thả sao anh dở lên bắt cá hả? Rồi dở lên. Đậu ghe vô. Vừa bơm vừa xúc ga nha quý vị. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Đây là chiếc ghe đục mà gia đình của chú Thím Việt đã thuê 700 ngàn. Châu Phú cũng chích tiền của quỹ Mạnh Thường Quân ra, tiền chợ xăng đó vị, để hỗ trợ trong chuyến ghe hôm nay để hồi hướng cho tất cả Mạnh Thường Quân luôn nha. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ ai cô tên gì cô? Cô Ba Trơn hùng vô 500 quý vị. 200 nha để thả cá. Okay. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Bắt đầu là chị này cục dây lại nha quý vị. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Rồi đồng đạo mình trong khi mà ngồi chờ bơm ra đó thì niệm bài Tây Phương nha. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Dạng Ức Nhất Thập Nhất Dạng Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đệ Từ Đệ Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Dạng Ức Nhất Thập Nhất Dạng Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đệ Từ Đệ Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Dạng Ức Nhất Thập Nhất Dạng Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đệ Từ Đệ Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Đây rồi mời đồng đạo xuống bắt ha. Ai nè cô lên đây cô nguyện cũng được nữa nè cô. Rồi chút xíu cô bắt đó. Đúng rồi đó. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Chị lấy cho em mượn cái gỗ này chị em che cái máy điện thoại. Dạ đúng rồi cái thôi. Rồi rồi kính thưa quý cô chú anh chị, đây là chương trình phóng sanh thả cá nhằm hồi hướng cho cửu quyền trăm họ cùng quốc thế dân an, mưa hòa gió thuận, nhà nhà được an cư lạc nghiệp. Và Nam mô A Di Đà Phật. Châu Phú ngày 13 đã có thả cá quý vị, ngày 13 tháng 2 âm lịch nè, Châu Phú đã thả cá rồi. Và hôm nay là tiếp tục tiếp sức với gia đình của chú Thím Việt. Chú Việt thả bên kia chú Việt, bên đây bị đụng rồi chú Việt ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì gia đình chú Việt ngày xưa bắt cá rất là nhiều quý vị ha. Bây giờ thì từ lúc ăn chay tới giờ 20 mấy năm là lúc nào cũng phát tâm lành để mà cứu độ chúng sanh, cứu độ những chú cá này quý vị. Cho nên là năm nào cũng tổ chức đi thả cá. Cá này là cá tự nhiên đi vô trong ao của chú Việt nha quý vị. Và chú sợ khi mà vận chuyển đi thì chết nhiều cho nên mướn ghe đục để đi thả quý vị. Số lượng cá là 500-700 kg. Ơi cá hô bự dữ vậy. Rồi rồi ôm cá nhẹ nhàng. Ô Nam mô A Di Đà Phật. Quá luôn rồi. Rồi thả xuống. Trời ơi quá rồi, được một chú cá hô bự nha quý vị. Xúc tốc độ luôn. Quý cô chú anh chị khi mà thả xuống niệm Nam mô A Di Đà Phật nha, để gieo duyên với các chú cá, gieo duyên với Đức Phật. Và Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Các chú giác ngộ hãy nghe theo ta nha. Kiếp này đầu thai làm cá thì biết là đã khổ lắm rồi, phải ngâm mình trong nước lạnh lẽo quanh năm, cho nên bây giờ được gia đình của chú Việt và Mạnh Thường Quân phát tâm thả
thì đó là cũng là sâu duyên với Phật pháp cho nên mới được thả như thế này, chứ đúng ra là lên chảo chiên nấu canh chua kho thì đã được sâu duyên Phật, có duyên với Phật thì các chú hãy cố gắng lên để mà tinh tấn niệm Phật ha, để được gieo duyên với Phật. Ê chú đừng có đi. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Nước vô nữa kìa. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Rồi tốc độ đi. Thì hiện giờ Châu Phú đang ở trên chiếc phà lớn về chiếc đò này ha, đò chở lúa. Mặc dù trời nắng nôi nắng nóng như vậy đó, nhưng mà là đồng đạo cũng là nhiệt tình đó vậy ha, để bắt những chú cá để mà thả nè vậy. Đó là tâm Phật quý vị. Dạ kìa. Nam mô A Di Đà Phật. Tháng năm 18 rõ ràng, cùng sớm cuối làng ai cũng cười reo. Xuống trần nhằm búi nặng eo, gặm trong dân sự còn nghèo chơi tôn. Rồi thả luôn. Hạ quan sanh chúng ám âu, Tây phương sắc lình dân du nam kỳ. Mượn nhằm một nghi sáng cứ nhu mì, giảng dần sau tháng dậy thì xem sao. Rất buồn bám tánh biết bao, nạn nguy sắp đến mà ngao vô hoài. Giết ra giảng kệ bốn bài, giá từ trần thế lui hài bốn phi. Đời nay danh vật bỏ đi chẳng dình, mang lo chế nhào chống kình, chẳng tôn đạo đức mà dình thôn hương. Dường thế như lương, cứu dân chẳng nề nắng sương lắm đầu. Sao trăng thầy tớ giấy dầu, quyết lòng truyền bá đạo màu mà thôi. Bồng lai điên dài có ngôi, Tây phương cực lạc khùng ngồi tò sen. Từ bấy ngọn đuốc mới nhen, giả như mở cửa mà then
còn cầm. Dân tình say xế dập bầm, nào hay ta đã thương ngầm sanh linh. Xác trần ta mở quay thân, đạo màu truyền pháp thình lình không hay. Trêu trêu con tao thay lai, lỗi âm sắc lình đòi dài hỏi han. Cúi đầu tao trước Phật đàn, lễ dân ngoan ngành sớm làng cừ khôi. Đầu đôi tâu lại khúc đôi, một trăm mới đặng ôi thôi mười người. Mãn lo cao thấp ngạo cười, bởi chân trần hạ biến lời không lo. Di Đà nghe tấu buồn xo, dạng dân ba tánh đắng đo nhiều bề. Làm sao cửa Phật giữa kề, hung sùng tàn ác khi khó bề giải quyết. Thầy cùng cho lại quá điên, hùng điên mấy tháng tình riêng ai ngờ. Tưởng xưa dấu cũ còn mờ, không lo tìm kiếm bến bờ mà nương. Nói cho bốn đạo đặng tường, dạy dân nào có gạt lường chi dân. Yeah. Rồi cảm ơn các cô chú nhiều nha. Chúc gia đình mình về nhà là ai cũng mạnh khỏe, làm ăn thuận lợi cho nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Và vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, chương trình thả cá phóng sanh vào ngày 16 tháng 2 âm lịch đã hoàn thành mỹ mãn. Xin đồng kính chúc cho toàn thể vị sức khỏe, an lành và hạnh phúc nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chào.